Là cái này là kiểu như là xong cái giai đoạn là sau phục hồi rồi đó. Đúng rồi đó. Humic này mới đạm cá này nó lên dễ nhanh này. Wow, từ đó cái này chắc mang trái nhiều quá. Năm nay anh trồng thêm về bên nhà 280 cây nữa. Này thấy cái cành nhỏ này mà 1, 2, 3, 4 trái này. Ủa, nhưng mà sao cắt nó luôn vậy? Ok. Này em trái không có ai, không có neo nhiều à. Năm nay cắt cũng lẹ nữa, có hai dao là hết à. Hai dao một với dao hai cách nhau có 5 ngày à. Ủa, 5 ngày là sạch vườn luôn. À đúng rồi, 5 ngày sạch vườn, dọn vườn luôn. Cái thuốc cỏ này là anh phun cỏ cháy hay là anh phun gì ạ? Nó hoạt chất, nó hai hoạt chất ấy, vừa cháy vừa lưu dẫn đó. Mà chết. Cái này mình phun nhẹ thôi, đâu có để nó nước nó chảy xuống gốc đâu. Phun nhẹ phun sơ thôi. Phun sơ thôi chết là sau lên mình phát được rồi. Vậy là nó chết nhanh là chết chậm à? Chết chậm. Chết nhanh đó. Chết. Nó vừa cháy vừa lưu dẫn mà nó hai hoạt chất. À, khúc này làm cành rồi nè. Ừ. Xin chào chị. Chị không nghe thì chắc đấy chứ cô bán cho ai. Cái này cắt cành á. Là tỉa xong chưa hay là cây tỉa lại? Cây này là xong rồi đó. Sạch là. Là cây này là kiểu như là xong cái giai đoạn là sau phục hồi rồi đó. Đúng rồi đó. Cành cắt cành phun rửa vườn đâu đó rồi đó. Ủa, em thấy anh treo cái này lên chi vậy? Treo đấy là mình phát cỏ cho nó khỏi đụng vô á. Hết mùa tưới thì mình treo lên. Hết mùa tưới là treo lên, phát cỏ. Phát cỏ, mà đến lúc cơ mùa tưới mà đến cữ phát cỏ cũng phải treo lên, còn nó đứt hết dây à. Cái này là cái đắp cái bầu hay sao vậy? Không phải là cái lúc trước này, cái bạt không mình dục vô đây á. Giờ là còn là cái cắt sạch cây này nó mang cây này chắc hai tạ, cây này xài lắm. Xài. Hai tạ trái. Đúng rồi. À cái này là giống phân NPK hả? Không, cái này phân nở nha. Phân nở. Đó này em tưới rồi dễ nó lên thấy không? Trắng ngọt. Ủa. Tính là để em hút trong này mà cũng có rễ luôn hả? Đúng rồi đó, nó mình thấy phục hồi cái humic này mới đạm cá này nó lên dễ nhanh này. Wow. Lên rễ cho mình đó mình nhìn thấy bằng thầy thiệt luôn mà. Đâu có thể nói sai được đâu. Mày cứ một cử nè, một cử. Em tưởng là rễ nó phải trắng nó phải ra đầu này mà hút trong này luôn. Anh cũng đâu biết đâu, hôm bữa anh đi cắt cành anh thấy trời rễ trắng non ở trong á. Kiểu cắt cành không lên lên xuống xuống nhìn thấy luôn. Cây này chắc mạnh cành quá anh. Cắt cành trông vậy thôi mà anh đâu đâu cắt mạnh mấy đâu, có cắt đi cành hai cành thôi chứ đâu đâu có mạnh gì đâu mà nó tỉa như cây cảnh. Đó thế đâu có mấy cành đâu. Yeah. Cái cành này cắt làm hai nó mới nhìn nó mới nhiều vậy chứ nó chỉ một cành nhưng mình cắt làm hai rồi. Mình có nên cào cái cành này ra có không? Chứ mai mốt đi gom hết lại à, gom hết. Rồi mát đẩy ra cuối vườn à. Đẩy ra bờ danh. Cái này hồi mang mấy tạ anh? Không, cây đấy mấy chục ký thôi. Mấy chục ký. Cây nhỏ. Này. Còn này cũng cắt cành à. Nabica 16, 16, 8. Là cái vườn này anh rải hết mấy bao? Một ký một gốc đấy em. Ký một gốc là khoảng ý là anh dự tính là bỏ có nửa ký thôi mà chia sao chia gần tới 1 ký luôn, mình không có cân thử à. Vậy là xúc tô tô vậy là thành cái vườn này là làm 5 bao đâu, bao này bao có 25 ký thôi em chứ không phải bao 50. Ủa, bao 25 hả? À vậy cũng nhiều quá. Mười mấy bao, ý là bỏ cả cây không cây nhỏ cây không mang trái nữa chứ không phải bỏ nguyên cây mang trái, là tổng vườn này tới 250 cây đằng mà. Cây này to nè. Cây này cũng nhiều trái này. Cây này được rồi, chắc hai tạ ha. Chắc cũng gần hai tạ có đó. Nhiều. Đây có cái cành này.
Cành này nó trẻ làm đôi mà nó hai cành nó vừa đều bự hết nè anh. Đợt đó cành này chắc mang trái nhiều quá. Cành đó mang không có nhiều, cành trên mấy cành trên mang nhiều, cành dưới thấp ít, mang ít hơn. Rồng rêu. Tụi mình nó sắp tuột rêu xuống. Đây này em, rễ ngoài này nó cũng nổi trắng luôn này. Ừ, trong luôn này. Ha. Tính ra nó nổi lên nhà mặt đất cho mình thấy luôn. Trắng tinh. Đây nè, cái rễ mập. Mấy cái rễ đó mà bón xuống là nó ăn bón xuống. Đúng rồi, bón xuống nó nhận luôn ạ. Này bỏ phân vô hiệu quả này. Thế rễ nó đen bỏ vô đâu hiệu quả đâu. Trắng, trắng. Rễ trắng non à. Cạo đâu thấy rễ nó nè. Năm nay anh trồng thêm về bên nhà 280 cây nữa. Mới trồng hả? Mới trồng không? Chắc được tháng. Là anh giờ lấy cái này về có tưới không? Có chứ. Tưới một lần rồi chứ. Tưới hai lần rồi đó. Một tháng mình tưới hai lần rồi đó. Tưới hai lần rồi. Kiểu lúc đầu anh lấy giống và anh để phơi nắng á. Nó vàng quá. Giờ phải chăm lại. Trồng lại trồng ngoài nắng nữa. Không có làm mái che được á. 280 gốc. Nó bên nó trồng Thái hay là đi sao? Thái không? Nguyên Thái không à? Này thấy cái cành nhỏ này mà 1, 2, 3, 4 trái này. Ok. Nhưng mà sao cắt nó luôn vậy? Nó cong hết xuống rồi mà phải cắt đi chứ. Cong à. Cành nhỏ mà cũng đậu dữ quá. Cái này đậu sai này. Cành nhỏ mà đậu 4 trái nha. Mà tính là cành nhỏ lại đậu, nó chịu khó đậu hơn. Đúng rồi, cành nhỏ nó giữ trái tốt hơn là cành bự á. Bự nó thải nhiều. Bự nó thải nhiều. Vừa rồi mình vừa dẫn bà con đi tham quan vườn của anh Việt sau 10 ngày sử dụng đạm cám và humic. Thì bà con có thể thấy á, là khu vực rễ nó đã ra trắng trắng, là tức là rễ cám rất là nhiều. Và vườn của anh Việt mới là cắt tỉa cành và phun vôi cộng với đồng sunfat trên cây toàn thân như thế này. Thì mục đích của việc đó là việc sát khuẩn vườn và tỉa cành. Và trong vườn anh Việt đã xuất hiện lại các loại con rầy phấn trắng nha bà con. Rầy phấn trắng như thế này thì nó sẽ chích hút cái bộ lá. Nhưng mà anh Việt nói rằng là cái khúc này mình không cần sử dụng, mình không cần phải chú trọng xịt nhiều, tại vì cây nó đã quá nhiều lá rồi. Thì khi mà xuất hiện thì anh mới bắt đầu phun xịt lên trên lá như thế này. Sắp tới tin cậy sẽ có những chuyến giao hàng lên khu vực huyện Bù Đăng, Bình Phước. Sẽ tiếp tục cập nhật cho bà con tham quan cái vườn này nha bà con. Xin chào và hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Okay,